Ê, chào các bác làm vườn. Đây là cái cây mít nhà em này, rất chi là cao. Ở cái trái mít này nó không to mấy nhá. Thì hôm nay em thử luôn với cái dòng kéo Santa này. Thử cắt xem sao. Đây này các bác ơi, một quả mít chín nhé. Ở đây thì nó nặng tầm 2 kg, trên 2 kg đấy các bác ạ. Đấy, đây là em vừa mới bắt được 2 quả nhé. Thì với chiếc kéo Santa này, loa này rất là hữu ích. Các bác có thể sử dụng cho tất cả các công việc. Thì em vừa mới cắt trái nhé. Thì bây giờ em sẽ tỉa cành. Một chiếc kéo thì hôm nay em sẽ thử hết tác dụng của chiếc kéo này. Em sẽ tỉa cành ở trên cao nhé. Đấy, các bác thấy không? Đây là cái cành ở trên rất cao. Khi mà bác muốn loại bỏ những cái cành xấu đi thì các bác có thể sử dụng chiếc kéo này. Sử dụng rất là dễ. Những cái phần này là phần gấp quả hết nha các bác nhé. Phần này là phần gấp quả. Còn nếu như các bác mà muốn cho nó tỉa rơi trực tiếp thì các bác quay kéo này, tỉa rơi trực tiếp. Đấy, như thế là tỉa rơi trực tiếp nhé. Và chiếc kéo này thì đi cùng được tặng một lưỡi cưa vô cùng là sắc bén. Thì như các bác nhìn đây là cái kéo mới. Cái lưỡi cưa của nó sẽ nằm ở cái vị trí kia nhé. Một chiếc kéo 3 mét, cái chiều thu về của nó là 1m8. Và em sẽ thử lắp lưỡi cưa luôn. Đây là cái phần lắp lưỡi cưa của chiếc kéo này. Các bác sẽ mở cái ốc này ra. Cái ốc này các bác dùng cẩn thận nhé, tránh nó bị rơi mất. Đây, vừa cắt mít vẫn còn dính ở đây. Cứ để luôn đây. Cách lắp lưỡi cưa nhé. Các bác sẽ đặt cái lưỡi cưa vào đây như thế này. Cái cưa này thì em cũng dùng khá lâu rồi. Màu nó đã đổi rồi nhưng mà rất chi là sắc nhé. Tại vì em quên hay để trời mưa, nhựa dính này. Đấy, chỉ cần một chút xíu như này thôi là đã vô cùng là chắc rồi. Thì em sẽ thử với cái cành này nhá. Cái cành này thì nó cũng ở khá cao. Cành này bà hay trèo. Em sẽ thử với cái cành này nhá. Đây là cái cành này. Cái cành này thì nó có độ cao là độ 3 mét các bác ạ. Chỉ một chút thôi nha các bác nhá. Đã ok rồi. Ui. Đây nhá, như các bác nhìn là em vừa mới cưa một cái cành nó khá là to. Bằng luôn chiếc kéo cắt cành Santa Đài Loan này. Thì cành em lại bỏ từ cái phía cao bên trên kia nhá. Thì một chiếc kéo cắt cành trên cao thì em vừa chi tiết 3 đến 4 cái tác dụng của nó. Một cái tác dụng cuối cùng em chưa sử dụng đến đó là cái lưỡi móc này. Cái lưỡi móc này thì các bác có thể móc cành khi cưa cành mà nó chưa rơi nhá. Một chiếc kéo mới đây các bác này. Một chiếc kéo mới thì khi thu về nó là 1m8 và cái chiều kéo ra thì là 3m. Chiếc kéo Santa Đài Loan Made in Taiwan này này các bác này. Dòng kéo Đài Loan cao cấp nhé. Thì ở thời điểm này các bác đang làm vườn, đang sử dụng cắt nhãn, cắt vải, cắt bưởi rất chi là nhiều. Các bác nên tham khảo cái dòng kéo này. Bởi vì một chiếc kéo Santa này trên cao này có thể giúp các bác không cần phải bắc thang, không cần phải bắc ghế. Đối với những cây trái mà là ra ngoài bờ ao hoặc là hoa ban công, hoặc là những cái trái ở phía cao thì các bác có thể sử dụng chiếc kéo cắt cành trên cao này. Một chiếc kéo rất chi là hữu ích. Các bác có thể vặt bòng, vặt bưởi này, vặt nhãn này, vặt gấc này, như trái mít vừa nãy em vặt này, vú sữa này, ổi này. Thì đã có chiếc kéo này giải quyết hết các công việc cho các bác rồi nhá. Sắc ngọt đến vô cùng. Và thêm một cái video ngắn thì em vừa chi tiết về cái mẫu kéo cắt cành trên cao Santa Đài Loan này. Các bác mà đang cần cái dòng này thì alo trực tiếp tới bên em qua đầu số điện thoại là 0869 054 295. Đó là số điện thoại chính có Zalo. Các bác có thể kết bạn để theo dõi trước tất cả những cái sản phẩm trước khi đặt hàng. Một chiếc kéo cao cấp thì kể cả cái phần cán của nó cũng đều là hợp kim hết nha các bác nhé. Hợp kim nhôm. Đấy. Và thêm một cái video ngắn thì em xin kết thúc ở đây. Các bác quan tâm tới dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ bonsai, đừng quên ấn vào like, đăng ký và ủng hộ kênh em. Mỗi lần em làm video các bác sẽ nhận được những thông báo mới nhất nhé. Chào các bác.